Rồi, xin chào các bạn nha. Chúng ta có quay trở lại kênh Đặng Tín Audio nha. Thì trước video đây, thì hôm nay tiếp tục bên Đặng Tín Audio sẽ khuyến mãi có 10 bộ pin sạc. Thì hôm nay em về được tiếp tục là sau một thời gian hết hàng. Sau một thời gian phải hơn tháng thì hàng pin sạc về được. Thì hôm nay bên Đặng Tín Audio về được 300 bộ pin sạc tiếp tục. Thực sự em bán quá nhiều, không biết bao nhiêu nghìn bộ pin sạc lên đường quá rồi. Và vẫn là cái chương trình mà hàng đã về thì em sẽ giảm giá quá luôn. Còn pin sạc này, thì đây là dòng pin sạc chính hãng 3200mAh, được chưa, của Double Bow, được dòng pin rất cao cấp luôn, 3200mAh dung lượng rất cao. Đây có thể nhìn thấy đây, và cái sạc của đây làm cái đốc sạc của nó là gồm có màn hình hiển thị luôn, cái đốc sạc có màn hình hiển thị luôn nhá. Đây có thể nhìn thấy rất đẹp luôn, hàng này cực kỳ chất lượng rồi. Nếu bạn đã mua pin này rất nhiều, và ngày hôm nay sẽ giảm giá khuyến mãi có 10 bộ pin sạc, 10 bộ pin sạc này cho các bác nào nhanh tay. Đây sẽ gồm 2 đôi pin sạc và một đốc sạc như này. Pin rất cao cấp luôn. Sử dụng trong mic không dây thực sự cao cấp. Và em bán luôn là giá là 340.000, em khuyến mãi 340.000 bộ, em bán 10 bộ nhá. 340.000 gồm 2 đôi pin sạc và một đốc sạc như này. 340.000 nhá, gồm 2 đôi pin sạc và một đốc sạc như này. Đây, có cái hết pin xoay đây sạc này. Chỉ 340.000 cho bác nào chốt nhanh. Tất cả bác nào chốt nhắn tin cho em qua số điện thoại 0971183596. Tất cả bác nào chốt nhé, chỉ cần nhắn tin họ tên chủ thẻ thôi. Các bác chỉ cần nhắn tin họ tên địa chỉ chủ thẻ khi chúng ta chốt pin sạc, nhắn tin qua số điện thoại 0971183596 kim đầu bài. Vì cái số đấy số phụ kiện em ít khi nghe máy được, thì tất cả bác nào chốt pin này có 10 bộ duy nhất em giảm giá là 340.000 thôi. Tất cả bác nào chốt thì nhắn tin qua số điện thoại cho em nhá, ghi rõ là chốt pin sạc cho em. Đấy, vì em nhắc lại là cái số đấy số phụ kiện em ít khi nghe máy được, thì bác cứ nhắn tin cho em, ghi rõ là chốt pin. Không nhắn tin họ tên chủ thẻ qua số điện thoại cho luôn trên đầu bài ấy. Là tất cả số nhân viên chốt đơn thì các bác đây. Thực sự họ sử dụng cái dòng pin này cho mic không dây cực kỳ hiệu quả và rất an toàn, không bao giờ chảy nước. Đấy, cái vấn đề chảy nước pin ra tay mic gần như là các bác mà để chảy nước ra là gần như là tay mic sẽ vứt đi luôn. Đấy, 340.000 em giảm giá 10 bộ duy nhất nha. 340.000 đây, gồm 2 đôi pin sạc chính hãng và một lốc sạc màn hiển thị đây của Double Bow. Chỉ 340.000 thôi, em bao ship cho các bác. Đấy. Đấy, em nhắc lại tất cả bác nào mua chỉ cần nhắn tin cho em, ghi rõ là chốt pin, nhắn tin qua số thoại 0971183596, nhắn ở trên đầu bài. Cứ nhắn tin qua số đấy, vì cái số phụ kiện em ít khi nghe máy được, cứ nhắn tin qua số đấy thôi. Là có nhân viên chốt đơn rồi các bác. Đây. Hàng xịn nhìn là vẫn khác đúng không? Double Bow rất đẹp luôn, hàng xịn này. Đấy, rất đẹp luôn. 3200mAh nhá, dung lượng rất là cao. Cái dòng pin này dung lượng rất là cao luôn. Đấy. Double Bow đây. Đấy, bác tất cả là chốt thì nhắn tin, vui lòng nhắn tin cho em nhé, qua số điện thoại 0971183596. Đấy, được chưa? Và xin chào tất cả các bác nhá. Em giảm giá đúng 10 bộ duy nhất nhá. 10 bộ duy nhất, 10 bác làm nhanh tay. Đây, bác nhìn cho lại, bác nhìn cái pin này. Rất đẹp luôn. Pin rất là xịn luôn. Rất là xịn nha. 340.000 bộ nha, gồm 2 đôi pin sạc và đốc sạc nha. Rồi, và chào tất cả các bác nhá. Hẹn tiếp theo nhá.